cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con tạ ơn Cha vì một ngày mới đang bắt đầu. Con chào đón mọi việc xảy đến hôm nay và con xin dâng cuộc sống của con cho những người trẻ để họ nhận biết Chúa và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Con xin Chúa soi sáng lòng trí con, để con biết nhường chỗ cho anh chị em con, để con biết lắng nghe trước khi cất tiếng nói, để con tinh tế nhận ra nhu cầu của anh chị em và quan tâm đến họ, mỉm cười và để cho cơn bức bối qua đi. Chính nhờ những hành động cụ thể với anh chị em bạn hữu, con mới thực sự đón Chúa vào lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Như một thói quen, con dừng lại ít phút giữa ngày sống để nhìn xem con đang sống ngày hôm nay như thế nào. Con đã đối xử với những người xung quanh ra sao? Chúa Giêsu đã tin vào Chúa Cha vô điều kiện. Ngài nuôi dưỡng tình thầy trò với các môn đệ. Và ngay cả trong những thời khắc quan trọng, Ngài vẫn tin và yêu thương môn đệ mình. Ngài biểu lộ lòng trắc ẩn sâu sắc đối với những người yếu đuối nhất, đặc biệt là những người nghèo khổ, những người bệnh tật, tội nhân và những người bị xã hội loại bỏ. Xin Chúa hãy đổi mới quyết tâm của con, để con duy trì một trái tim rộng mở với anh chị em của mình. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, con dừng lại mọi việc gấp gáp trong ngày để hồi tưởng lại những gì con đã trải qua. Con xin đặt mình trước sự hiện diện của mẹ Maria, một người phụ nữ trẻ có tâm hồn cao cả đang run lên vì vui sướng. Con cảm tạ mọi ơn lành mà Chúa đã ban cho con ngày hôm nay. Những điều gì đã mang lại cho con niềm vui? Con ghi nhận những sự việc mà con đã trải qua trong niềm tin, sự nhường nhịn, cùng với thái độ phục vụ những người xung quanh. Điều gì làm con lo lắng hôm nay? Ngày mai, con liên lỉ xin mẹ Maria ban ơn cho con biết sống tin cậy như trái tim mẹ vẫn hằng tin vào lời Chúa. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.